Máy vệ sinh hay clean, xin chào quý khách hàng. Hôm nay máy vệ sinh hay clean về mẫu máy chặt sàn tạ công nghiệp, mẫu hot nhất hiện nay HC68 với công suất 1800W. Và đây là tổng thể của máy. Máy thực hiện chặt sàn tạ, chặt sàn đá, chặt sàn gạch, chặt sàn thảm, chặt sàn công nghiệp và vệ sinh nhà xưởng. Và đây mình sẽ giới thiệu về máy. Đầu tiên thì đây là cái đầu máy với công suất 1800W và đi kèm là một cục tạ để đè lên cái đầu máy này, mục đích là để tạo cái độ nặng để đè làm cho ma sát nhiều hơn, trà sàn sạch hơn. Và đây là cái cần máy, và đây có bình nước chứa hóa chất và nước đổ vào đây. Máy đi kèm có bộ phụ kiện như sau. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu là bàn chải cứng. Bàn chải cứng thì cái cước nó to và cứng, dùng để trà sàn gạch, trà sàn đá, trà mọi vết bẩn. Và đây là bàn chải mềm, thì lông cước nó nhỏ và mịn và mềm, dùng để chà sàn thảm, giặt thảm. Và đây là mâm ngắn bát, nó có những cái hàng gai bằng nhựa để mình giữ những cái miếng bát gồm bát đen, chà sàn, bát đỏ, bát trắng để đánh bóng tùy theo nhu cầu sử dụng. Và đây là cái mâm để mình gắn các phím mài, dùng để mài sàn đá, đánh bóng sàn đá, bảo dưỡng sàn đá, vân vân. Mình đã giới thiệu xong về máy chà sàn công nghiệp Hycleen HC68. Nếu quý khách có nhu cầu mua máy hoặc là cần tư vấn thêm thì hãy liên hệ ngay với công ty Hycleen để chúng tôi sẵn sàng phục vụ. Xin cảm ơn.